hàng về liên tục để phục vụ anh em trong cái giai đoạn canh cuối năm. Và chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Chợ Ô Tô Số 1 Hồng Mỹ Linh. Hôm nay bên mình lại về một em Hyundai Grand i10. Em này là bản đủ, sản xuất năm 2016, hồ sơ cầm tay các bạn này. Đã rút hồ sơ ra chính tên mình rồi, để tiện cho cái việc khi các bạn mua bán sang tên, bên mình cho rút hồ sơ luôn. Vì chủ xe cũng mong muốn là rút hồ sơ luôn để họ lấy cái biển, họ mua xe mới rồi. Và hôm nay bên mình sẽ làm video thật chi tiết để giới thiệu với quý anh chị và các bạn về một em Hyundai Grand i10, xe nhập sản xuất năm 2016, bản đủ máy 1.2 đây các bạn này. Em này nó có một cái lợi thế xe dân dùng, cho nên là họ đã thay hết lốp mới rồi, đăng kiểm dài. Chiếc xe này các bạn về chỉ việc bấm biển ra chính chủ tên mình là chạy thôi. Đấy, các bạn quan sát cái phần ngoại thất của em nó đây. Sơn si đồng đều, không bong chóc lệch màu. Và chiếc xe này khi mua bán sẽ được cam kết bằng văn bản cho các bạn. Xe về phần thân vỏ nó không bị cái lỗi đâm va đổ ngã, và đặc biệt là máy nó không bị thủy kích các bạn nhé. Máy zin. Một chiếc xe gia đình chạy rất ít, không taxi dịch vụ đây các bạn này. Đấy, anh em quan tâm đến cái mẫu xe hatchback nhỏ gọn, một cái mẫu xe đăng ký 5 chỗ, xe gia đình, máy 1.2, lấy cái dòng này thì quá tuyệt vời các bạn này. Đấy. Và cái bản đủ thì nó có cảm biến lùi theo xe đấy các bác này. Như ban trước mình giới thiệu, chiếc xe này mình đã cho rút hồ sơ ra chính chủ tên mình rồi. Các bạn mua chiếc xe này về chỉ việc bấm biển là đi thôi. Đấy. Mức tiêu hao nhiên liệu của cái dòng này xe nhập rất hợp lý các bạn nhé. Mà cái giá thành cái giai đoạn này chiếc xe này nó rất hợp lý luôn. Đấy. Các bên khác bán rất cao, như bên mình bán chiếc xe này với cái giá bên mình đang chào bán tại hàng dưới 2 đồng 2 các bạn nhé. Chỉ có nhô 2 đồng, dưới 2 đồng 2 là các bạn đã có ngay một cái mẫu xe 2016 bản đủ máy 1.2, không taxi. Và lốp của em nó thì một dàn lốp vừa thay xong các bạn này. Và cái cua lốp của em nó đây. Đấy, còn nguyên bản các bạn nhé, không dùng hóa chất tẩy rửa, mâm chưa có một giọt sơn nặng. Cái dòng máy 1.2 sẽ được trang bị 4 máy các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe đẹp xấu thì cái hình ảnh nó nói lên tất cả. Khi quay video thì mình luôn cố gắng lấy hình ảnh thay cho lời nói các bạn nhé, không cần phải quảng cáo nhiều. Khi các bạn mua bán thì các bạn đã nghiên cứu những cái mẫu xe mà các bạn đang cần tìm kiếm rồi. Còn cái việc chính của mình là quay thật kỹ, nói thật chuẩn. Khi mua bán sẽ có cam kết. Đấy, các bạn để ý cái phần thân vỏ hình thức bên ngoài của phần sườn xe bên phụ đây. Và một chiếc xe đẹp không các bạn để ý này. Có bị va chạm không này các bạn để ý, từ cái mí mạch ba đợt sốc này. Nó còn khăng khít, và đèn nó đèn zin nguyên bản này, zin từ cái đèn gầm các bạn nhé. Đấy, mâm này bốn quả mâm đúc theo xe, chưa chấm một giọt sơn nạ nào, cái dấu chấm của nhà máy nó còn nguyên. Và một chiếc xe chạy nhiều hay chạy ít các bạn đấy, từ cái guốc phanh này, cái thép nó vẫn còn nguyên cái ánh hào quang khi nhà sản xuất đây, nó không bị nhạt nhòa, nó thiện một cái xe đi rất ít. Đấy, từ cái cua lốp này. Đấy, các bạn thấy mình quay kỹ không, quay rất kỹ các bạn nhé, để các bạn có thể xem xong video chốt được luôn. Và phần gầm của em nó đây các bạn này. Đấy, gầm mộc mạc, không dùng hóa chất tẩy rửa, trắng toát luôn các bạn này. Và mình đã kiểm tra hết rồi, toàn bộ kính rất là zin hết. Với một khuôn tiền như vậy và với một cái chất lượng mình đang quay đây, bác nào đang có nhu cầu tìm kiếm cái mẫu xe Hyundai Grand i10 2016 máy 1.2 thì liên hệ ngay cho mình để sở hữu em nó. Và bác nào là lần đầu xem kênh của mình thì đăng ký ủng hộ để bên mình liên tục cập nhật những cái mẫu xe mới về gửi tới quý anh chị và các bạn. Và cánh cửa đầu tiên bên phụ đây các bạn này, không mất một phân keo chỉ nào. Và đặc trưng của cái bản đủ máy 1.2 là nội thất màu bã trầu các bạn nhé. Và keo chỉ dọc chỉ ngang lòng trong cánh cửa nó là zin hết đây các bạn này. Đấy. Và có được trang bị hai túi khí đây các bạn này, túi khí bên phụ và túi khí dành cho bác tài. Và cái bản đủ nó có bu lăng tích hợp các bạn nhé. Cái phím quài em này rất đẹp. Và ghế này, ghế hai màu. Và ốc nhái bản này phía bên lái đây. Chưa chạm cả lê tháo lắp gì. Và cái bản đủ nó được trang bị đè đổ, là đè đổ tự động các bạn nhé. Đấy. Như bản trước mình giới thiệu, khi mua bán sẽ được cam kết trần vẫn bọc ni lông. Nói chung là cái dòng này chạy cực kỳ ổn định các bạn nhé. Tại sao cái doanh số bán của cái phân khúc hạng A thì Hyundai Grand i10 lúc nào cũng đứng vào top 1. Cái giá tiền nó hợp lý. Mà cái dòng này được cái là các bác đánh giá là chạy nó không bị ồn, xử lý chống ồn nó tốt, nó rộng rãi, lái nó ok, nó không hay hỏng vặt.
Để các bạn để ý xem có ai quay kỹ như mình quay rất kỹ các bạn nhé, để các bạn có thể xem xong video chốt được luôn. Xin giới thiệu lại với quý anh chị và các bạn là em này sinh năm 2016, bản đủ máy 1.2. Giá bên mình đang chào bán tận hàng 218 triệu thôi các bạn ạ. Và đèn của em nó đây, vẫn là đèn zin. Và các bạn quan sát này, cái cột sau máng nước này chưa có một giọt sơn nạ nào. Ốc nhái này. Đấy các bạn để ý này. Không cần phải quảng cáo nhiều, không cần phải tô vẽ, không cần phải ABC GHK. Cứ đưa máy quay thật kỹ, nói thật chuẩn là các bạn sẽ yêu ngay. Đây từ cái giá này, giá nó còn nguyên theo xe các bạn nhé. Và cái chỉ mép này, cái bộ sau này nó thể hiện này, vẫn còn nguyên hết các bạn này. Cho nên các bạn yên tâm vào cái độ va chạm. Đấy, thùng đựng nốt dự phòng này các bạn nhìn này, mới khét luôn. Quay rất kỹ đây các bác này. Và gầm. Đấy các bạn xoay, quan sát gầm này. Nói nhiều, nói hay mà cái sản phẩm nó không ra gì, nó không được chuẩn thì cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Mình nói thì trình bày nó kém, nó không được hay. Nhưng dám khẳng định là khi quay video mình là người quay thật kỹ, quay rất kỹ các bạn nhé. Xoay nốt cái ba bô lê bên lái không cả các bạn lại thấy thiếu sót đây. Cả mình mặt đường quốc lộ 2 thành phố Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc rất hân hạnh được phục vụ quý anh chị và các bạn. Đây là mặt đường quốc lộ 2, cách sân bay Nội Bài 10 cây số, cách nhà máy sản xuất Toyota Honda Việt Nam 2 cây số, cách chân đèn xanh đèn đỏ ngã ba đầu đường 100 Đạo Đức Bình Xuyên Vĩnh Phúc hướng đi thành phố Vĩnh Yên khoảng 200m, và cách sân bay Nội Bài 10 cây số. Rất hân hạnh được phục vụ quý anh chị và các bạn. Bên mình có dịch vụ ship xe đến tại nhà cho quý anh chị và các bạn theo yêu cầu. Kênh của mình là ô tô cũ, có 3 kênh các bạn nhé. Ô tô cũ Hà Nội 83, 86, và kênh mình đang quay. Chiếc này mình sẽ đăng trên kênh chợ ô tô số 1 Hồng Mỹ Linh. Rất hân hạnh được đón chào các bạn đã đón xem vào lúc 19 giờ tối nay. Đấy, các bạn đấy này. Đẹp xuất sắc đang chào đón các bạn. Giá 218 triệu cho một em Hyundai Grand i10 bản đủ máy 1.2, 4 máy, không khoan đục. Hồ sơ cầm tay. Cái giá đấy là đã bao rút hồ sơ cho các bạn luôn. 218 triệu các bạn nhé. Đấy, các bạn đấy này. Có ai quay kỹ như mình không? Quay không trừ một chỗ nào, kể cả có quên mình lại quay lại. Chứ không cần thiết phải như kiểu diễn phim, bảo phải bác này diễn hay, bác kia diễn không hay, mà cái chính nó là chất lượng các bạn nhé. Một cái mẫu xe không bỗng dưng mà được bán chạy nhất phân khúc hạng A. Đấy, lành bền, tiết kiệm xăng, không hay hỏng vặt. Các bạn đấy này, từ cái bô lăng này, cái phím còi này, cũng như cái vành bô lăng chưa khâu lại, nó gì hết các bạn nhé. Đấy, cái phanh tay nó còn quá gai góc đây các bạn này. Không một lỗi nhỏ, máy zin. Và để không mất nhiều thời gian của quý anh chị và các bạn, để mời các bạn đến phần cuối cùng để chúng ta kiểm tra cái phần trái tim của em nó xem có đạt như các bạn mong chờ hay không. Đấy, các bạn đấy này, xe chạy chưa đến 14 vạn các bạn nhé. Chưa đến 14 vạn. Đấy, phím còi này. Và để không mất nhiều thời gian của quý anh chị và các bạn, để mời các bạn đến phần cuối cùng để chúng ta kiểm tra phần trái tim của em nó. Có cảm biến lùi theo xe các bạn này. Màn hình thì vẫn là màn hình theo xe. Các bạn mua bán thì nếu có nhu cầu lắp màn hình thì mình sẽ lắp thêm cho các bạn. Cái giá mình để cho các bạn là cực kỳ gạn giá rồi. Còn các bên khác các bạn cứ để các kênh khác họ bán cái chiếc xe này nó sẽ khác. Mình bán cho các bạn này, giá là hợp lý. Và lốp này, một dàn lốp mít này còn râu ria còn rất dài đấy các bạn này. Râu ria còn rất dài. Nói chung là chiếc xe này các bạn về chỉ việc bấm biển để đi thôi, không phải làm gì cả. Đèn này, ở đây các bạn quan sát phần trái tim này. Cái động cơ máy 1.2 lỗ nó êm các bạn này. Cái máy này mình chưa dọn dẹp gì đâu, để mộc. Đấy, cái lắp cabo này các bạn này, từ cái đường chỉ này. Đấy, đinh đố này, ốc bản nề này. Các bạn quan tâm đến cái mẫu xe nhập 2016 bản đủ máy 1.2, liên hệ trực tiếp cho mình.
máy ụ giảm sóc máng nước, chưa có một giọt sơn nạ nào. Máy nổ thì nó là chấm hết luôn. Và để kết thúc video, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bạn nào yêu thích bất cứ mẫu xe nào cứ liên hệ trực tiếp cho mình. Bác nào yêu thích cái mẫu xe được mệnh danh là dòng xe quốc dân nồi đồng của đá, hàng siêu phẩm Cola Toyota Corolla, sinh năm 2000, biểu bùa biển số là 4 mùa không thất bát đây các bạn này. Chiếc xe này mình mua được của một bác ấy làm sếp, bác ấy để lại máy zin các bạn nhé, 2000 một máy zin, các bạn biết xe chất như nào. Còn rất nhiều những cái mẫu xe nữa đang chào đón các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những lần phát sóng tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem video.